Bất kỳ bạn nào mà có nhu cầu đi xuyên Việt hay là đi một cái nơi rất là xa để trải nghiệm bản thân, trải nghiệm tuổi trẻ thì tất cả những món đồ qua đây lắp mình free hết. Thì thật ra mình cho mượn á, thì các bạn đi xong về không có nhu cầu xài nữa thì trả lại cho mình, còn có nhu cầu xài được thì cứ trả tiền ha. Mình rất là thoải mái, mình sẽ hỗ trợ sản phẩm cho các bạn đi, các bạn không cần quảng cáo cho mình, các bạn không cần em qua lắp đồ của anh Hoàng cho nên mới có một chuyến đi này, không cần, mình không có nhu cầu, mang xe qua đây và cho mình một cái lời hứa thôi. Các bạn muốn đi thì cứ hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop nha. Đây là con quay, chủ xe này là con gái chuẩn bị đi xuyên Việt, đi Tây Bắc đó các bạn. Mình cho chị mượn một ít đồ, hiện nay sẵn review luôn các bạn. Xe này thì mình sẽ lắp cho chị là ba ga GB, thùng giữa, bát, rồi mạch vô 2 với lại cái đèn 700. Thì mình quay video này với nhiều mục đích lắm, nhưng mà mục đích mà quảng cáo đó là nếu như các bạn có một chiếc xe để các bạn đi á, thì các bạn có thể đi xuyên Việt bằng option này nha, khá là đơn giản. Mình nghĩ vậy là ok rồi. Cái đầu tiên là một cái ba ga để các bạn chở hàng, làm sao đó để không cuộc đồ vô yên, cho cái việc đổ xăng nó tiện hơn. Đương nhiên là thay một cái ba ga khác. Givi hân hạnh tài trợ chương trình này luôn nha. Gắn đồ Givi thì không có gì phải bàn. Nếu đi xuyên Việt thì nên chọn thùng hay là túi, thì mình khuyên các bạn là nên chọn túi để các bạn đựng được nhiều hơn. Thì dù sao cái thùng Givi nó tiện cỡ nào tiện thì khối lượng tối đa mà nó có thể đạt được đó là 43 lít, mà các bạn không bao giờ xài được 43, bạn chỉ xài được khoảng 35 lít là hết cỡ. Với là cho các bạn để đồ lên trên luôn thì nó chỉ cỡ 50 lít là hết, không lên được nữa. Vậy thì nên chọn cái túi ha. Nếu như các bạn đi xa thì các bạn có thể qua đây, mình sẽ gắn cái MV này lên, 3g MV ra đây. Nó sẽ ra đường sau như thế này ha. Các bạn không dùng lại ốc zin nha, tại vì ốc zin nó khá ngắn, khi các bạn bỏ vào các bạn có thể thấy những cái răng ở đây nó còn khá là ngắn. Mình sẽ thay ốc cho các bạn, sử dụng một cái loại ốc dài hơn, cứng hơn. Ok, mình sẽ dùng cái ốc dài hơn nha. Thì không phải là ốc zin nó không cứng, mà là ốc zin nó không làm ra để các bạn bắt thêm một cái bát khác để nó chịu lực. Mình xin đính chính lại là như vậy. Rồi, ốc dài hơn chút. Lục giác thì mình siết nó có lực hơn nha. Mình sẽ cứng các bạn, mình xiết nó gãy luôn thì mình sẽ thay một cái ốc khác, hoặc là mình sẽ tìm cách khác, chứ còn hơn là dặn sợ nó gãy rồi thì nhiều khi đen đi nó gãy nữa thì chết. Ok rồi, mình sẽ lắp cho chị này một cái mạch vơ 2 cộng thêm một con đèn, vừa đủ ở đây là vừa đủ với tốc độ. Mình không thể là tại vì đi xuyên Việt đi xa lắm cho nên là lắp một con đèn tới 1 triệu mấy 2 triệu thì cái hệ thống điện nó chịu không nổi, do cái bệnh mạng dư ít lắm, nên sử dụng một con đèn vừa đủ là ok. Thì tình huống này thì nó chỉ chạy khoảng 40-50 thôi, nên mình lắp con đèn 700 là ổn rồi. 700 là thực ra là cũng dư lắm rồi. Thì video này mình cũng khuyến khích các bạn á, xe gì không quan trọng, bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là các bạn dám đi không nha. Tại đi mình nó là một cái gì đó rất là khó, nói chung là nó hơi buồn, không có người bầu bạn, quay qua lại không có ai, nhiều khi xe đang đi bể bánh xe cũng không có người hỗ trợ ha, cũng hơi là khó. Cho nên mình nghe cho nó chỉ điên mình là mình hơi ngạc nhiên xíu. Rồi, đừng có dèo. Thật ra mình đi, nói đi cứ đi luôn đi. Đi đi, gọi dụ trên đường đi mình gặp bạn đồng hành nó sẽ vui hơn. Vừa hay. Ok, các bạn lắp xong cho chỉ rồi. Thì mình lắp thùng GV giữa, một cái đèn trợ sáng nhưng mà có cái len vàng nha, để nhiều khi đi Tây Bắc ra đó thì sương rất là nhiều, cái len vàng thì một cái giá đỡ chỉ xài liên tục. Cản MV thì mình nói chút xíu về cái cản này nha. Nếu như các bạn có nhu cầu lắp một cái gì đó dài hơn để các bạn chở đồ thì đúng là cản Givi là một cái gì đó nó không thể có gì đó thay thế cản Givi rồi. Nhưng mà nếu như chở quá nặng nhiều hơn nữa thì từ đây các bạn thấy nè, từ đây các bạn có thể bắt một cái cây lên thẳng như đây, một miếng sắt từ đây thẳng đây, bắt vô cái lỗ này nè, hai cái lỗ không thì siết lại một cái cây sắt dài một xíu là bạn chạy bao nhiêu cũng được, chở thêm một người nữa cũng được nha, lưu ý. Nhưng mà chỉ thì mình nghĩ là chỉ chở một cái đồ thôi. Thì mình đã thay ốc cho nó dài hơn rồi. Nếu mà cột ok rồi thì mình nghĩ là đi option này đủ rồi, đủ cho bạn xuyên Việt rồi. Tại kể cả anh Khoa còn không có trang bị nhiều như vậy mà, cho nên thực ra đi xuyên Việt thì chỉ cần ý chí thôi các bạn, những thứ còn lại là những thứ mà không quan trọng. Mình cũng có một cái muốn truyền lửa cho các bạn, đó là bất kỳ bạn nào mà có nhu cầu mà đi muốn trải nghiệm tuổi trẻ, đi xuyên Việt hay là đi một cái nơi rất là xa để trải nghiệm bản thân, trải nghiệm tuổi trẻ thì tất cả những món đồ qua đây lắp mình free hết luôn nha.
thì thật ra mình cho mượn á, thì các bạn đi xong về không có nhu cầu xài nữa thì trả lại cho mình, còn có nhu cầu xài rồi thì cứ trả tiền ha. Mình rất là thoải mái, mình sẽ hỗ trợ sản phẩm cho các bạn đi, các bạn không cần quảng cáo cho mình, các bạn không cần ô em qua lắp đồ của anh Hoàng cho nên em mới có một chuyến đi này, không cần, mình không có nhu cầu. Marketing mình tốt hơn các bạn rất là nhiều nên mình không cần cái việc đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình nói các bạn á, mình cũng có muốn, mình rất là muốn đi các bạn, mình muốn đi từ hồi cách đây 3 năm trước rồi, kiểu tuổi trẻ mình có chia sẻ một lần rồi đó, là mình sẽ chở sách đi xuyên Việt á. Đó, mình tự hỏi là tiền đâu đi, đi là hết tiền rồi bán sách không ai mua rồi sao, hay là rồi ABC đi Z thì sao, thì quay quanh vấn đề là tiền. Sau đó mình mở shop này, bây giờ mình có tiền rồi mình đi cũng được. Khi có tiền nhiều nó liên quan đến vấn đề trách nhiệm đó các bạn. Ok, thì mình cũng truyền lửa lại cho các bạn đó, là các bạn muốn đi thì cứ mang xe qua đây và cho mình một cái lời hứa thôi. Thật ra các bạn có nói xạo mình thì mình cũng không làm được gì nha, nhưng mà không nên đâu, mình nghĩ không nên ha. Thì mình cũng hy vọng là cái vụ những xe này đi được đến nơi rồi không có gặp bất cứ chuyện gì. Và tại vì á, đối với mình á, tất cả những cái này nè, nó là một cái phương tiện thôi, nó không quan trọng bằng cái ý chí. Là các bạn thử đi mình đi biết liền à, không cần xa đâu, các bạn đi từ đây tới Huế thôi là các bạn hiểu được cái khó của việc đi xuyên Việt là cái gì. Không bao giờ là tiền nha các bạn, đừng có nghĩ là ôi bây giờ có một chiếc xe ngon, mình cũng có xe ngon mà, rồi có tiền mình cũng có tiền mà, không có kinh nghiệm kiến thức mình có mà, nhưng mình đi không được, khó lắm, khó mà để bỏ một cái gì đó lại, để mà bỏ đi mấy tháng trời để mà đi lắm. Cho nên những bạn mà đi được một cái chuyến đi mà xuyên Việt đó, mình rất là nể nha các bạn. Mặc dù trong thâm tâm là mình cảm thấy cái chuyện đó nó không có gì quá là ghê gớm, nhưng mà ý là mình cảm giác mình thật sự rất là nể những bạn mà có thể từ bỏ được cái việc vui chơi ở đây mà lại có một hành trình đi xa như vậy. Quan trọng là đi một mình đó các bạn, đi một mình nó có đó mới quan trọng. Ok, mình dặn cái này cho chị nó xong rồi kết thúc các bạn. Rồi ok, xong các bạn nha. Khẳng định lại các bạn, nếu đủ ý chí đi xuyên Việt bằng một chiếc xe nào cũng được, Exeter bất kỳ, nhưng mà đi dạng trải nghiệm đi vài tháng á, thì tất cả những cái đồ trên xe mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tất cả mọi thứ. Thì cái này sơ sơ chắc vài triệu. Quên thêm một cái túi nữa các bạn, chuẩn bị cho các bạn, mặc dù mình không biết các bạn là ai nhưng mình tin tưởng các bạn, tại tuổi trẻ nó có nhiều cái đáng giá hơn là tiền các bạn. Đó, một cái túi giống vậy này, nó chống nước tuyệt đối nha, mình đem cái này đi làm phao được luôn á. Cái này làm sao để nó cứng thì đây, chắc chị đi thì chị biết ha. Còn cái này em cho chị mượn khỏi trả tiền hả? À, để tiền nó đổ xăng đi chị, thì khi nào đi về á thì trả lại cho em. Rồi, đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Thì các bạn có muốn đi, yêu cầu cứ nhắn qua cho mình nha, cứ mang xe qua cho mình biết là các bạn sẽ đi, cho mình cái plan là cái quan trọng, là bạn đi đâu, đến đó làm gì, tiền đâu đi, bao nhiêu tiền chi phí, bao nhiêu cây số, đổ xăng bao nhiêu, chuẩn bị những cái gì cho hành trình của mình. Mình thấy đủ tiết mục mình chi tiền. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở một video sau nha.